Ở độ tuổi gần 70, thầy Tâm vẫn không ngừng nghiên cứu tạo hình các nhân vật heo bước ra từ những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như chú heo rừng Pumba tốt bụng trong phim Lion King, gia đình heo vui nhộn Peppa hay ban nhạc heo The Biggest. Để tạo nên những sản phẩm độc đáo này, vỏ trứng rỗng ruột sẽ được phơi khô trước khi phủ nhiều lớp gel sơn móng tay. Ngoài phần thân, các phụ kiện đi kèm như quần áo, nơ hay nhạc cụ cũng được thầy Tâm làm từ vỏ trứng. Trước tiên mà làm cái mỹ thuật trứng á, thì chúng ta phải chọn biết cách chọn cái trứng. Thì để hoàn thành một tác phẩm á, thì tùy theo cái dễ, thì chúng ta chỉ làm trong vòng một giờ là xong, có thậm chí dưới giờ nữa, vậy đó là xong. Nhưng mà có tác phẩm thì ví dụ như tác phẩm ban nhạc của heo đây đó, thì tức là phải tiêu tốn một nghệ sĩ bỏ trứng thôi, chứ cũng phải tốn khoảng 10 giờ đồng hồ. Bên cạnh những mô hình tĩnh, năm nay thầy Tâm còn sáng tạo thêm mô hình đôi heo chuyển động nhờ sử dụng chất liệu nam châm. Quý khán giả yêu thích những tác phẩm độc đáo này có thể tham khảo mẫu và đặt thiết kế riêng.